Hello mọi người ơi, Nhi đây. Khóe tiền nha mọi người, lần đầu tiên trên kênh mình khóe tiền nha. À, một mớ tiền tới 2 đô nè. Trời ơi, hôm nay ông Dustin ông lấy 150 đô đi đổi ra được cái mớ này đấy mọi người. Mình tưởng là tới 2 đô là ở bên Việt Nam người ta vẫn thích. Cho nên là mình định bụng là đổi hai đổi nhiều tờ như thế này để về Việt Nam lì xì mọi người mỗi tờ ha. Tuy nhiên, sau khi đăng cái bài lên hỏi hỏi mọi người trên cái community YouTube á, thì nhiều người nói là bữa nay Việt Nam tờ 2 đô bình thường người ta không có xài. Người ta để giữ trong ví thì người ta cũng chả cần nữa. Cho nên bây giờ chắc ngày mai phải đem trả lại ngân hàng thôi. Quá à, mọi người coi ông Dustin này. Ông đi người ta đổi cho ông mà người ta đưa tiền rách mà ông cũng lấy, thiệt tình luôn hả? Tiền rách này mà về mà chó thì ai mà lấy. Cha này tao lại nhắm mắt chấn cân kiểm tra kiểm trẻ chứ hết. Trước kia mình có tờ một số tờ 2 đô thì mình cũng cất giữ cẩn thận lắm mọi người, mà không ngờ ngân hàng nó có nhiều thế này luôn á. Tiền này thì nghe nói những cái năm in trên tiền mà càng càng cũ là nó càng có giá trị nha. Cái này là năm 1995 nè, nghe nói 18 mấy đó hoặc là một 17 mấy đó thì càng tốt nữa. Là nghe nói có một số tờ 2 đô là trị giá là đổi được 500 đô lần hoặc 1.000 đô lần đi bán cho mấy cái nhà người ta siêu tâm á. Còn mấy cái này 2007, đa phần là 2000 là ăn phải là 7 2017, rất là nhiều tờ 2017 nha. À, có máy tờ 2000, cái này 2013 nè. À, còn cái này 2003 nè. Focus 2003 cùng 2003 đó. Thì mình nghe mọi người nói thì mình cũng hơi hoang mang. Bây giờ nói về lì xì Tết ra mà đi thi 100.000 cũng còn bị chế nữa, thì 100.000 thì chắc mình cũng có khả năng mỗi người lì xì 100.000. 100.000 thì tính ra khoảng mấy 8 5 đô à, 4 đô mấy, 5 đô à. Đó. Một người 5 đô thì 10 người cũng 50 đô rồi mọi người. Trời ơi, mọi người thấy bên Mỹ mình ăn tặng tiền ghê, mà đi đi về Việt Nam lì xì thì thôi mình nghĩ là mình lì xì tờ 50 ngàn là được rồi. Chứ còn tờ 100 ngàn thì lì xì nhiều thì cũng có khả năng nữa. Nói chung cái kỳ mình ở Việt Nam Tết nhất thì mình ăn rồi mấy ngày Tết mình ở nhà mình ngủ với cắn hạt dưa và quay phim không. Chứ có đi đâu đâu. Cho nên không biết lần này về có gặp nhiều người không nữa thì mình cũng chưa biết nữa. Thật ra con người mình thì cũng không phải giao tiếp giỏi giang gì, không thích gặp gặp người lạ, mà cũng người quen cũng chả thích gặp luôn, cho nên cũng chưa biết là sẽ như thế nào. Tuy nhiên nếu mà đi đi thăm cô nhi viện á thì sẽ nhận lời khuyên của một số khán giả là đổi ra tiếng Việt để cho mỗi em 50 ngàn. Còn thôi cho tờ 2 đô này không có làm gì được, bạn cũng không không có được nữa, cho nên thôi mai đem trả lại. Đây là mới 150 đô thôi nha. Ông Dustin đó, ông còn yêu cầu ngân hàng đổi cho ông thêm 100 đô nữa, mà ngân hàng khi đó là chưa có đủ tiền, cho nên người ta ngân hàng nó sẽ order từ từ chính phủ Mỹ cái chỗ in tiền của chính phủ. Ôi rồi ơi, tới khi lấy cái đó rồi cũng phải đổi lại thôi chứ không có sai được. Bên Mỹ này hiếm khi mà ai trả bằng tiền 2 đô lắm. Nhiều nhiều cơ sở kinh doanh người ta cũng không chấp nhận tờ 2 đô này. Thật sự không biết cái tờ 2 đô này dùng để làm gì luôn mọi người ơi. Mà mình nghĩ mấy ba con dòng họ mình thì cũng cũng không ai cần mình cho tiền rồi. Vậy thấy mình ở bên Mỹ mà đi lục thùng rác chắc người ta cũng thấy tội nghiệp mình nữa chứ. Nhiều khi người ta muốn cho mình tiền nữa, cho người ta không cần xin tiền mình nữa. Thì như mình đã nói đó, tiền YouTube trừ tháng 8, tháng 9, 7, tháng 10 thì mình sẽ trích 100%
tiền kiếm được trong 3 tháng đó để mà cho cô nhi viện chùa Ưu Đàm ở Huế. Lần mấy năm trước mình về mình có đi một lần, mà khi đó mình hình như mình chỉ có tiền mình cho 2 triệu thôi à. Hồi đó mình nghèo mà người ơi, bữa nay vẫn còn nghèo nhưng mà kiếm được, có công việc làm về kiếm được tiền YouTube thì cũng có đồng ra đồng vào à. Cho nên là lần này về sẽ tăng nhiều hơn. Thì mọi người có gợi ý là mua sữa, rồi mua đồ chơi, rồi mua ít gạo, cơm, mắm, muối, đường, dầu gì đó. Còn lại tiền thì đưa tiền mặt. Thì nói chung như vậy thì mình cũng lắng nghe khán giả ấy, mình sẽ làm như vậy. Rồi mình cũng sẽ đổi ra một ít tiền Việt để mình lì xì cho mấy em. Đó. Mình nghĩ mấy em lần lớn lớn chắc cũng cần, nhiều khi cũng cần tiền để mà tiêu mua cái này cái nọ ha. Tính ra thật sự mấy em ở cô nhi viện tội nghiệp thiệt mọi người. Đôi khi mình có ba mẹ thì mình coi thường, còn mấy em đó thiếu tình thương của cha mẹ tội nghiệp thật sự. Nếu mà mình bảo trợ được một em từ bên Việt Nam qua thì mình cũng làm đó, nhưng mà nhận cũng nuôi bên Việt Nam qua nó cũng khó khăn mọi người, chẳng phải dễ dàng. Mà trong tình hình này vợ chồng mình cũng chưa có khả năng nữa. Nói chung cái đó thì tương lai sau tận thì tận thôi, nhưng mà còn nếu không thì những con nuôi ở bên Mỹ cũng được, tại vì bên đây cũng rất là nhiều em cần cái một cái mái ấm. Có một cô ở bên Cali á, cô nói cô thấy mình nói sắp đi Việt Nam với giúp đỡ cô nhi viện, dùng tiền YouTube giúp đỡ cô nhi viện. Cô nói sao thấy có kiếm được ít tiền quá cho nên cô gửi cái check 100 đô qua để mình đem về cô nhi viện để tặng cô nhi viện. Thì cảm ơn cô rất nhiều. Hồi nãy cô nhắn tin hỏi còn nhận được check chưa, nhưng mà chưa nhận được, chắc cô mới gửi cách đây 2 3 ngày thôi, cho nên thư nó chưa tới cho nên chưa nhận được. Mà khi nào nhận được thì báo cho cô biết. Cảm ơn cô rất nhiều. Thật ra mình không có ý định không muốn nhận đâu. Nhưng mà cô cứ khăng khăng cô muốn mình nhận, tại vì cô cũng muốn làm từ thiện. Cho mình cũng sợ nhận tiền người khác là mọi người ơi. Mình sợ mang tiền là ăn ăn hồi ăn gián tiền từ thiện này nọ lắm. Chẳng tha tiền mình có thì mình bỏ ra mình làm thôi, nhưng mà cô có tấm lòng như vậy thì nhận tiền của cô 100 đô thôi. Còn ngoài ra khán giả nào mà muốn gửi thì mình cũng nhận được đâu, mình sợ mang tiền lắm. Bởi vậy cảm ơn cô rất là nhiều nha. Thôi video đến đây thôi nha, chúc mọi người một ngày tốt lành, chúc khán giả ở Mỹ một cái Happy Labor Day ha. Thôi mọi người thích video thì bấm like, chia sẻ, share giúp vợ chúng mình nha. Video lần sau thì mình sẽ đăng video lục thùng rác. Cha Dustin nói ngày thứ sáu sẽ đăng gì đó, quay video dọn nhà dọn cửa cho khán giả coi, mà ông có quay có quét gì đâu mọi người. Hôm nay ông được nghỉ, ông tới ông thăm bà ngoại của ông, rồi ông giúp em họ của ông chuyển nhà chuyển cửa, cho nên ông có quay có đồ gì đâu đó. Cho nên là mọi người bảo ông lập một kênh riêng, mà nhiều khi ông lười ông không có quay video đâu. Cho nên là thôi, ông khi nào ông hứng lên ông quay thì bỏ lên kênh mình mọi người xem cũng được. Chứ còn cái ông đó khi nắng khi mưa cũng mệt lắm. Thôi mọi người nha, chúc mọi người một ngày tốt lành ha. Bye, love you.